Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Thì sau phiên hôm nay, khái niệm về cổ phiếu mạnh rất là mơ hồ. Những cổ phiếu khỏe được cho là đi ngược thị trường ở các phiên trước đó thì cũng đã quay đầu giảm điểm. Ví dụ như cổ phiếu VDS trước đó là cổ phiếu mạnh nhất của nhóm chứng khoán với cái mức độ hồi phục nhanh về gần đỉnh cũ, nhưng hôm nay thì cũng bị bán sàn. Hay là cổ phiếu MBS trước đó là cũng rất mạnh, có cái thông tin báo cáo tài chính tốt, nhưng hôm nay thì cũng có cái mức giảm là gần 7%. Hay thậm chí là cổ phiếu ANV cũng là một trong những cái cổ phiếu mà có cái thông tin tích cực về giá trị xuất khẩu, đồng thời là dòng tiền vào mạnh, nhưng hôm nay thì cũng bị bán ngược lại và bị giảm bù. Chỉ duy nhất là có nhóm cổ phiếu ngân hàng là nhóm cổ phiếu mà giữ được sắc xanh trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, đồng thời là không có nhiều mã cổ phiếu bị giảm mạnh. Tuy nhiên thì đa số nhà đầu tư lại không nắm giữ các cổ phiếu ngân hàng mà lại nắm giữ các cổ phiếu midcap. Mà nếu như thời gian qua anh chị và các bạn cầm các cổ phiếu midcap mà mọi người không cắt lỗ hay là mọi người không chốt lời kịp thì chắc chắn là cái tài khoản của mọi người là bị ảnh hưởng. Chắc chắn là nhiều anh chị và các bạn đang có cái mức âm tổng tài khoản là trên dưới 10%. Vậy làm sao để về bờ và hạn chế được thiệt hại tối đa thì mình sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi qua về xu hướng của VN-Index. Anh chị và các bạn nhìn vào thị trường thì hôm nay mọi người có thể thấy là một phiên giảm điểm của thị trường với cái mức giảm là hơn 10 điểm và thanh khoản thì có sự gia tăng so với phiên giảm điểm trước đó. Và hôm nay áp lực bán như mình có nói là tập trung vào các mã cổ phiếu chưa giảm trong thời gian qua. Tức là mã nào chưa giảm thì hôm nay cũng đều giảm hết. Ví dụ như trước đó chúng ta có cổ phiếu HDG rất là mạnh thì hôm nay cũng là bị giảm bù này. Hay là cổ phiếu ví dụ VDS cũng mạnh là cũng bị giảm bù. Tức là hôm nay cái áp lực bán ấy là dành vào các cổ phiếu khỏe trước đó. Còn những cổ phiếu nào đã giảm thì hôm nay lại có sắc xanh. Ví dụ như DG trước đó thủng đáy thì hôm nay bắt đầu là có cái lực cầu vào đỡ. Hay là ví dụ như là cổ phiếu VRD trước đó là giảm thì hôm nay cũng bắt đầu có cái lực cầu vào đỡ. Tức là cổ nào chưa giảm thì hôm nay bị giảm bù, còn cổ nào giảm rồi thì hôm nay bắt đầu có cái sự hồi phục. Và nhìn vào thị trường thì hôm nay thị trường đã lấp lại cái gap vào phiên mùng 2 tháng 7. Đây là một trong những cái gap mà mở ra ở cái nhịp hồi phục trước đó. Đây là cái gap phiên mùng 2 tháng 7 này. Gap này được gọi là cái gap tăng giá bỏ rơi, bởi vì là sau một cái nhịp điều chỉnh mà thị trường hồi phục luôn hình chữ V thì có rất nhiều nhà đầu tư không kịp mua ở cái phiên ngày mùng 2 tháng 7 này. Do đó đây là một trong những cái gap mà thể hiện là thị trường đã bước vào cái sóng hồi, và hôm nay thị trường chính thức là gãy cái gap phiên ngày mùng 2 tháng 7, thể hiện lực cầu của thị trường tương đối yếu và rất có thể thị trường sẽ có một nhịp nữa test lại quanh vùng 1204x. Và cái vùng 1204x này ấy, là một cái vùng rất là nhạy cảm với thị trường. Thứ nhất ấy, là đây là cái vùng đáy cũ. Anh chị có thể nhìn thấy là trước đó thị trường đã có một cái vùng đáy quanh 1204x là về quanh chính xác là cái mốc quanh 1240. Sau đó là bắt đầu có cái sự rút chân lên, nên đây sẽ là cái vùng nhạy cảm, bởi vì thứ nhất là cái đáy cũ, thứ hai là trùng với cái MACD này. Anh chị thấy không? Cái hỗ trợ dưới của thị trường là MACD này. Nếu như thị trường mà gãy cái mốc 1235-1240 đồng thời gãy luôn cái MACD này thì nó sẽ rất là rủi ro, vì gãy luôn hai cái mốc hỗ trợ cứng rồi. Còn nếu như về cái mốc này này mà bắt đầu là có cái tín hiệu bật lại và có quán tính hồi của những cái mã cổ phiếu đã giảm sâu thì khi đó thị trường sẽ giằng co quanh cái vùng hồi phục này. Còn để có thể xác nhận là tạo đáy chưa thì quan điểm của mình là chưa đủ điều kiện để tạo đáy. Bởi vì anh chị và các bạn biết là nếu như mà thị trường tạo đáy thì nó sẽ có hai cách tạo đáy. Đây là mình chia sẻ cho anh chị về hai cái cách mà thông thường thị trường chứng khoán của Việt Nam của chúng ta thường tạo đáy. Thứ nhất là tạo đáy hoảng loạn. Thế nào là tạo đáy hoảng loạn? Tạo đáy hoảng loạn là tức là tạo đáy sau những cái phiên cao trào bán. Đây là những cái phiên mà có thanh khoản tăng kỷ lục. Thanh khoản tăng kỷ lục tức là anh chị và các bạn nhìn đến này, đến đặc, đến dày và là những cái von cao trung bình. Thông thường sau những cái phiên bán mà von to như thế này và cái thanh khoản cao như thế này thì được gọi là cái phiên cao trào bán, tức là có rất nhiều nhà đầu tư hoảng loạn ở cái phiên này và đem cổ phiếu ra bán trong những cái phiên đó, tạo nên là cái thanh khoản rất là cao, đồng thời thân nến là nến đặc, nến dày và nến màu đỏ. Nhưng mà khi mà có cái cao trào bán diễn ra và nhà đầu tư bán hầu hết ở những cái phiên cao trào bán đó thì tức là những cái phiên sau không còn ai bán nữa và thị trường bắt đầu có cái yếu tố là cạn cung, và sau khi thị trường cạn cung thì mới có thể đi lên được. Đó, sau cái phiên cao trào bán này thì bắt đầu có cái yếu tố cân bằng lại và tạo đáy thì sau đó thị trường mới có thể đi lên được. Đây là ví dụ về cao trào bán cho anh chị, là phải có những cái phiên von lớn xuất hiện những cái cao trào bán thì sau đó mới có thể là tạo đáy được. Hay là trước đó thì chúng ta cũng có một cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn cao trào bán này anh chị. Đây này, đây này, đây, cao trào bán này anh chị, là những cái phiên mà von liên tục lớn này, giảm điểm liên tiếp này đó, và với những cái cây nến to thì được gọi là cao trào bán. Còn thứ cái cách tạo đáy thứ hai ấy, đó là tạo đáy sau một vùng cạn cung. Đây được gọi là
tạo đáy sau một cái nhịp chán nản của thị trường, tức là cái vùng cạn cung và cái vùng cạn cầu là có ít nhà đầu tư giao dịch và không ai mua bán nữa, thể hiện cái tâm lý chán nản và thị trường thì giao dịch dường như rất là buồn ngủ. Thế nên mới có cái câu đó là thị trường chứng khoán thì sinh ra trong nghi ngờ và sinh ra trong ảm đạm, vì cái vùng đáy là cái vùng mà có rất ít người chú ý đến. Đây là điển hình của một việc vùng tạo đáy, tức là thanh khoản rất là thấp. Thanh khoản thấp thể hiện ở việc cả lực cung thấp và lực cầu thấp. Anh chị nhìn cái vùng này mọi người thấy này, mặc dù thị trường giảm 4 phiên ấy, nhưng thanh khoản không hề vượt trung bình 20 phiên, thanh khoản nó vẫn dưới trung bình 20 phiên, thể hiện là có cái áp lực bán đấy, nhưng mà không có cái yếu tố bán tháo, cũng như là không có cái sự rút tiền của nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư tổ chức. Thế nên là thị trường sẽ giảm vài phiên, sau đó cân bằng vài phiên thì có thể đi lên được. Đây gọi là cái cách tạo đáy thứ hai của thị trường, tức là tạo đáy trong chán nản. Khi mà cung đều thấp và cầu đều thấp thì khi đó là sẽ cần một cái yếu tố thông tin kích hoạt, sau đó thị trường có thể lên được, hoặc cần một phiên xác nhận. Đây, anh chị thấy không? Thị trường tạo đáy này, thị trường tạo đáy ở cái vùng rất là chán nản, thanh khoản rất là thấp, sau đó bắt đầu có một phiên kích hoạt dòng tiền là cái phiên mà tăng điểm mạnh. Đây là cái phiên kích hoạt này anh chị, cái phiên nến xanh này, đó, phiên này phiên kích hoạt, sau đó là có bước vào một cái nhịp tăng giá tiếp theo. Thì đây gọi là cái cách tạo đáy thứ hai, tạo đáy trong sự nghi ngờ và tạo đáy trong cái sự ảm đạm của thị trường. Và hiện tại thì mình thấy thị trường chưa có cái yếu tố là ảm đạm, thì cũng như là chưa có yếu tố xuất hiện cái cao chào bán. Thế nên để nói là tạo đáy luôn trong thời gian tới, trong cái phiên ngày mai ấy, thì mình đánh giá là chưa. Thế nên ấy, là anh chị và các bạn sẽ chú ý cho mình ở những cái phiên sắp tới. Nếu như những phiên sắp tới thị trường có sự thu hẹp lại đà giảm, tức là cạn cung đi, cạn cung quanh vùng 1235-1240, thì sau đó có những cái phiên mà lực cầu vào, bắt đầu có những cái lực cầu vào manh nha dần quanh cái vùng này, thì khi đó mới có thể kỳ vọng thị trường tạo đáy được vùng này, tức là tạo ra cái sự chán nản quanh cái vùng này. Thì khi đó là sẽ có thể là thị trường sẽ tạo đáy và vẫn xác nhận là đi biên quanh 1240 cho đến vùng 1300. Nên anh chị và các bạn chú ý, nếu như những phiên tới mà tạo đáy với thanh khoản thấp này, tức là giảm dần nhá, vẫn có cái yếu tố giảm điểm, nhưng mà cái phiên giảm điểm nó cái biên độ giảm ấy nó hẹp lại. Ví dụ như hôm nay chúng ta giảm 10 điểm, các phiên tới chỉ giảm 5 điểm, 4 điểm, 3 điểm thôi, biên độ giảm dần, đồng thời thanh khoản giảm dần, sau đó xuất hiện những cái phiên mà có lực cầu vào, đó rất là chán nản, thanh khoản thấp thì rất là chán nản, đó thì đó được gọi là một trong những cái vùng đáy chán nản và ảm đạm của thị trường. Còn nếu như trong những phiên sắp tới mà thị trường lại hồi phục, tức là trong những phiên sắp tới thị trường lại hồi phục thì mà hồi phục với thanh khoản thấp, không có lực cầu vào, lên quanh 1207x, 1208x nhưng không có cái lực cầu vào, thì đó sẽ gọi là cái bull trap, và đồng thời là lên quanh cái mốc này này, bởi vì thị trường đã gãy cái đường trendline cản chéo này rồi. Thì khi mà có cái xu hướng là lên cái vùng này nhưng thanh khoản không vào thì bắt đầu có cái yếu tố là về lại cái vùng này thì nó sẽ là rủi ro hơn. Thế nên đấy, trong những phiên sắp tới anh chị và các bạn có thể chú ý theo sát thị trường và đặc biệt là theo dõi nhóm ngành ngân hàng, bởi vì nếu như mà nhóm ngành ngân hàng vẫn giữ được giá, ví dụ như cổ phiếu MB vẫn giữ được vùng 24 và không có cái yếu tố bị bán ngược lại, nếu như mà cổ phiếu gặp một cái phiên, ví dụ gặp một cái phiên mà bị bán với cái nến to, nến xấu, và sau đó là xuất hiện những cái phiên bán tiếp theo thì nhóm ngân hàng được gọi là bull trap, thì sau đó thị trường sẽ đi rất xa. Còn nếu như các cổ phiếu ngân hàng mà giữ được hỗ trợ, anh chị nhìn cổ phiếu MB cho mình. Nếu như cổ phiếu MB này bắt đầu có sự tích lũy này, đó, ví dụ tích lũy trên 24.5 này, đó, tích lũy thanh khoản thấp quanh cái vùng này này, sau đó đi lên thì thị trường vẫn còn ổn. Còn nếu như mà cổ phiếu MB mà bắt đầu giảm, kiểu giảm thốc về luôn cái vùng này và xác nhận là bull trap ấy, thì khi đó thị trường sẽ tương đối là xấu. Thế nên ấy, là thành bại tại ngân hàng, và anh chị theo dõi cả ngân hàng và theo dõi cả thị trường ở cái vùng mà có thể tạo đáy như mình vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn. Và thứ hai ấy, đó là cái nội dung của video ngày hôm nay của chúng ta, đó là làm sao để về bờ không khó. Bởi vì cái tiêu đề hôm nay của chúng ta đó là về bờ không khó. Nếu như anh chị và các bạn biết điều này thì anh chị và các bạn đang bị kẹt hàng, mọi người đều có mong muốn là muốn về bờ nhanh, muốn gọi là không phải gồng lỗ nữa, và mọi người muốn nhịp sau mọi người có lãi luôn. Tuy nhiên ấy, thì để làm sao cho chúng ta về bờ nhanh thì anh chị phải có cái nguyên tắc, đó là không gồng lỗ và phải cắt lỗ khi mà cổ phiếu vi phạm. Bởi vì hiện tại anh chị nhìn có rất nhiều mã cổ phiếu có cái mức giảm rất là mạnh, đặc biệt là khi mà cổ phiếu thủng nền thì cổ phiếu giảm không thấy đâu là đáy luôn. Chẳng hạn như cổ phiếu VND, trước đó là cái vùng đáy mà thị trường tạo ra canh 23 tháng 5, thì sau khi mà cổ phiếu VND thủng đáy thì anh chị nhìn cái mức giảm từ sau khi cổ phiếu thủng đáy đến cái vùng giá thấp nhất là nó rơi vào 15%. Nếu như anh chị đặt ra cái nguyên tắc đó là khi mà cổ phiếu thủng đáy hoặc khi mà cổ phiếu thủng nền anh chị bán, chẳng hạn như
ở cái phiên này, đó cái phiên này là cái phiên thủng đáy này. Khi mà cổ phiếu bị thủng đáy này, anh chị và các bạn đặt cái mức stop loss quanh 17.5 thì khi đó anh chị và các bạn sẽ tránh được cái nhịp giảm 15% của cổ phiếu. Còn nếu anh chị và các bạn không có nguyên tắc, mọi người cứ có cái tâm lý là chờ hồi hoặc là sợ bán xong cổ phiếu thủng đáy, thì khi đó mọi người rất dễ là mọi người phải gồng lỗ cổ phiếu. Bởi vì mình biết là cái tâm lý của nhà đầu tư ấy, đó là rất sợ cổ phiếu bán, anh chị bán xong thì cổ phiếu chạy. Nhưng ở cái thời điểm này ấy, là nó sẽ không có cái việc là bear trap, tức là không có cái việc là giảm giá vừa đâu. Bởi vì là khi mà cổ phiếu đã bước vào cái nhịp giảm như thế này, đã có một trong những cổ phiếu thủng đáy và thủng luôn như thế này, thì rất khó để có thể là buôn lên được. Nên là mọi người phải chấp nhận cắt lỗ, mọi người phải làm theo nguyên tắc. Có thể là một vài lần anh chị cắt lỗ xong cổ phiếu chạy, nhưng hình thành được cái nguyên tắc cho mọi người và giúp cho mọi người tránh được trong những cái nhịp down hay là những cái nhịp giảm mạnh của thị trường. Bởi vì chỉ có nguyên tắc thì anh chị và các bạn làm gì cũng thành công. Còn anh chị không có nguyên tắc thì thị trường sẽ tạo cho mọi người cái tâm lý đó là hy vọng. Vì trong một nhịp giảm thì luôn luôn có những phiên xanh điểm. Nếu như anh chị cứ nhìn những phiên xanh điểm như thế này, anh chị hy vọng cổ phiếu hồi để cho mọi người về bờ thì sẽ rất là khó. Bởi vì một cổ phiếu đã giảm mạnh mà hồi mạnh thì sẽ rất là khó, vì cái lực cung nó nhiều, mà lực cung nhiều thì không thể đi lên hình chữ V được. Do đó thì chỉ có cái nguyên tắc là phải chấp nhận cắt lỗ thì mới giúp mọi người tránh được những khoản lỗ lớn. Vì chẳng hạn anh chị đu cổ phiếu VND ở cái giá cao nhất đi, ví dụ anh chị đu VND ở quanh cái vùng giá 19 đi, thì khi về cái vùng cắt vùng lỗ này, vùng đáy này, anh chị cắt lỗ khoảng tầm 9-10%, nhưng cái tỷ trọng khoảng tầm 20% NAV thì nó cũng không đáng bao nhiêu, suy ra là chỉ rơi vào khoảng tầm vài phần trăm NAV thôi, cũng không đáng bao nhiêu, nhưng sẽ giúp anh chị và các bạn có cái nguyên tắc và mọi người không bị lún sâu vào cổ phiếu, không bị gồng lỗ quá sâu. Thế nên đây là một trong những cái nguyên tắc mà mình có chia sẻ với anh chị và các bạn cả trong nhóm khách khuyến nghị của mình, là anh chị phải đặt ra mức stop loss và phải làm theo nguyên tắc khi mà cổ phiếu thủng cái mốc này. Và nếu như mà anh chị theo dõi mình lâu ấy, thì ở quanh cái một tháng trước mình đã chia sẻ cho anh chị và các bạn kẹt hàng cổ phiếu bất động sản chứng khoán thì tạo đáy như thế nào. Mình có nhớ là trong cái video về 3 tuần trước, đây, kẹt hàng bất động sản chứng khoán xử lý như thế nào. Ở tại cái thời điểm đấy thì mình đã thấy là bất động sản và chứng khoán là hai cái nhóm mà có rủi ro là sẽ điều chỉnh. Thì khi đó là mình cũng đã lên cái video chia sẻ cho anh chị và các bạn đối với những mọi người đang cầm bất động sản chứng khoán thì nên xử lý. Và khi mà mình chia sẻ thì lúc đó VND chưa thủng đáy đâu, 3 tuần trước VND chưa hề thủng đáy luôn. Vẫn mọi người vẫn có thể cơ cấu được ở những cái nhịp hồi này, mặc dù là nó hồi không nhiều, hồi 5-7% thôi, nhưng cũng đáng quý trong một cái nhịp giảm của cổ phiếu rồi. Anh chị và các bạn theo dõi video của mình thì mọi người chắc chắn sẽ biết được cái cách mà xử lý khi mà mọi người kẹt hàng bất động sản chứng khoán. Mình đưa ra cái cách xử lý từ 3 tuần trước nhé, từ khi mà vẫn còn điểm bán nhé. Còn bây giờ thì mình không đưa ra cách xử lý nữa, bây giờ sẽ tùy thuộc vào anh chị và các bạn thôi. Mọi người sẽ áp dụng cho những cái cổ phiếu sau, tức là những cái cổ phiếu mới giảm thì anh chị và các bạn áp dụng. Còn bất động sản chứng khoán thì vùng này mình sẽ không khuyến nghị là xử lý nữa, vì mình đã khuyến nghị từ 3 tuần trước rồi. Hay là mình cũng có cái video về cách nhận biết cổ leader và cổ kéo dướn để làm sao cho anh chị không bị mắc phải những cái cổ phiếu cố tình kéo lên. Bởi vì mọi người biết, ví dụ gần đây là cổ phiếu VDS là cái cổ phiếu cũng là cố tình kéo lên này. Anh chị nhìn thấy cổ phiếu kéo lên vùng đỉnh này, nhưng mà phân kỳ này, đấy, cổ phiếu phân kỳ, nếu như những cái cổ phiếu mà kéo sau nhưng mà bị phân kỳ như thế này thì rất dễ là cũng đi theo những cái cổ phiếu trước đó này. Hay là cổ phiếu MBS này, mình cũng vẽ sẵn luôn, đó là cổ phiếu MBS là khi mà cổ phiếu tăng này nhưng mà cổ phiếu cũng bị phân kỳ này, tức là cái sức mạnh của cổ phiếu đã bị suy giảm rồi. Anh chị nhìn thì mọi người sẽ biết là đây là những cái cổ phiếu kéo dướn. Hay là trước đó cổ phiếu HSG mình cũng có chia sẻ này, cổ phiếu đi lên nhưng mà cổ phiếu bắt đầu có cái yếu tố là suy giảm sức mạnh này. Thế nên đây là những cái cổ phiếu mình gọi là cổ phiếu kéo dướn. Anh chị theo dõi mình thì chắc chắn mọi người sẽ tránh được những cái nhịp kéo lên đỉnh 2 của cổ phiếu để phân phối rồi. Và mình cũng không khuyến nghị mua những cái mã cổ phiếu mà có cái yếu tố là kéo lên để phân phối hay kéo lên kéo dướn. Và ở từ cái thời điểm 3 tuần trước ấy, thì mình cũng có nói về luận về cơ hội trên thị trường, tức là mình thấy ở thời điểm hiện tại cơ hội trên thị trường không nhiều. Anh chị theo dõi mình từ thời gian trước thì chắc chắn mọi người sẽ biết là cái chia sẻ của mình về những cơ hội trên thị trường thì mình thấy không có nhiều cơ hội trên thị trường. Thế nên là ở cái nhịp hồi vừa rồi, ở cái nhịp hồi mà thị trường hồi từ quanh vùng 1240 lên vùng 1290 ấy, thì nhóm khuyến nghị của mình ấy cũng có bắt đáy một số cổ phiếu. Và tại thời điểm đó, khi bắt đáy xong ấy, thì mình cũng có chia sẻ luôn về cái target cũng như là cái thời điểm cho anh chị và các bạn bán chốt lời. Đây, từ cái phiên thứ 6 tuần trước, phiên 12 tháng 7 là mình đã bắt đầu đưa ra cái cập nhật danh mục khuyến nghị và cập nhật target này, gửi anh chị danh mục của Zoom và target này. Anh chị để ý target của cổ phiếu để chốt lời, bởi vì là nhiều anh chị và các bạn ấy là mọi người muốn có target cụ thể, đồng thời là anh chị không theo dõi được lệnh trong phiên. Thế nên là mình bắt buộc phải đưa ra cái target để cho anh chị cập nhật, mọi người đặt lệnh trước phiên. Nếu như anh chị và các bạn
cập nhật và đặt lệnh trước phiên thì trong phiên lệnh sẽ khớp và mọi người sẽ khớp được cái giá cao nhất. Bởi vì khi mà mình làm target ấy, thì mình để ý những cái target cao rồi. Chẳng hạn như thời điểm đó thì đối với cổ phiếu DTD mình đặt cái target là 34.5, đặt cái target rất gần bởi vì mình biết là thị trường khó thì cổ phiếu khó có thể tăng cao được. Thì đối với cổ phiếu DTD thì cổ phiếu cũng lên quanh cái vùng 35 và mình đặt vùng 34.5, mặc dù không phải cái target cao nhất nhưng cũng giúp cho anh chị chốt lời được cái giá xanh rồi. Đặt đó quanh vùng target thứ hai là 36, thậm chí là cổ phiếu DTD Zoom mình đã đạt cả hai target là target 34.5 và target 34.6 và 36, và lợi nhuận đối với cổ phiếu DTD sau khi mà chốt được hai target này là rơi vào 24%. Hay là cổ phiếu BSR mình cũng đưa ra cái target này 24.2 và 25 đối với cổ phiếu BSR này. Đó, cổ phiếu BR thì cũng lên đây cái mức giá cao nhất là 24.4 đối với cổ phiếu BR thì cũng đã chốt được đối với cổ phiếu BR và cổ phiếu DTD. Những cái cổ phiếu này thì mình đều cho cái target là giá xanh để cho anh chị và các bạn chốt. Hầu như những cái mã cổ phiếu này ấy, ngày trước là có DBC nhưng mà DBC đã bán để không phải nhận cổ tức, thế nên là có DBC âm. Còn lại các cái mã cổ phiếu khác đánh ngắn thì lợi nhuận dự kiến và cái lợi nhuận mà chốt theo cái target của mình cho anh chị trong nhóm khách hàng là sẽ dao động từ 8 cho đến 30%. Có cổ phiếu LAS target quanh 29 và target quanh 31 này. Đối với cổ phiếu LAS target quanh 29 và target quanh 31 mình có để này thì cổ phiếu cũng lên quanh cái vùng giá là 30.3, không lên được 31 như lên được quanh vùng cái vùng này thì anh chị và các bạn cũng đã chốt được quanh cái vùng này. Tức là không chốt được cái giá cao nhất nhưng mà cũng đã chốt được quanh cái vùng 29 30 đối với cổ phiếu LAS và ăn ba cái trần đối với cổ phiếu này. Thì đó là một trong những cái gọi là cái hiệu quả khi mà mọi người đưa ra cái target và mọi người đưa ra nguyên tắc cứ có điểm mua, cứ có target và stop loss thì anh chị làm theo. Khi mà đạt target thì chốt, không quan tâm thị trường hưng phấn như thế nào, hay có stop loss thì anh chị phải bán, không quan tâm là khi đó thị trường có kỳ vọng gì, đó cứ làm theo nguyên tắc có target thì bán, có stop loss thì bán. Thì do đó mọi người mới có thể giúp mọi người bảo toàn được lãi. Bởi vì nếu như mình gặp rất nhiều trường hợp là có lãi nhưng không kịp chốt bởi vì không làm theo nguyên tắc, không đặt ra target. Còn mình thì mình đưa ra cái target cho anh chị trong nhóm của mình là đưa ra target từ cái phiên thứ 6 tuần trước. Thì khi mà thứ 6 tuần trước mình đưa ra, đó là ngày 12 này, sau khi thứ 6 mình tuần trước mình đưa ra thì đến phiên thứ 2 thị trường vẫn tiếp tục kéo nha anh chị. Thứ 2 là kéo là có cái giá tốt cho anh chị và các bạn chốt luôn. Đó, thứ 2 này. Thứ 2 là nó rơi vào cái phiên là 16 tháng 7. Đúng rồi, 16 tháng 7 là cái phiên này thị trường vẫn đang kéo lên quanh cái giá cao nhất, quanh vùng 1290 là vẫn có cái giá để cho anh chị và các bạn trong nhóm của mình chốt. Thế nên ấy, là ở cái vùng này thì nhóm của mình là ngoài chốt được cái vùng target rồi, còn anh chị và các bạn nào chưa chốt được thì ở cái thời điểm trước ấy là mình cũng đã báo bán cái phiên giảm đầu tiên ấy là mình cũng có báo anh chị và các bạn này. Báo chốt 30% này, hôm nay có tín hiệu kéo xả này, hôm nay có tín hiệu kéo xả này, đạp sàn nhiều mã này, bắt buộc phải hạ tỷ trọng này. Đó là những anh chị và các bạn nào chưa bán theo target này thì hôm đó cái hôm 17 tháng 7, tức là ở cái phiên thứ tư tuần trước ấy là mình đã báo chốt hết rồi. Bởi vì trước đó ấy là mình đã đưa ra cái thời điểm chốt rồi. Trước đó khi mà báo chốt 30% này thì thời điểm đó là đã báo chốt riêng rất là nhiều mã rồi. TNG kháng cự này, bán này, bán TNG này. Đó, các mã bất động sản chốt này, DBC, BAF, LAS, BFC chốt hết này. Trước thời điểm đó là mình đã báo chốt này, BFC chốt 1/2 này, LAS chốt 1/2 này, đều chốt được những cái giá tốt. Mà anh chị và các bạn nào không chốt được cái giá tốt thì đến cái phiên thứ tư tuần vừa rồi mình cũng đã báo hạ và đưa tỷ trọng cổ phiếu về 30% rồi. Anh chị và các bạn nào chưa hạ hôm đó thì sáng hôm sau vẫn có cái giá tốt cho anh chị và các bạn bán. Bởi vì là khi mà mọi người biết là cổ phiếu trong một cái nhịp sideways mà cổ phiếu bị giảm sàn thì đó là một trong những cái tín hiệu cảnh báo rủi ro. Và mình đã chia sẻ luôn về cái nguyên tắc, thứ nhất là bán đúng target, thứ hai là đặt stop loss để làm sao không bị vi phạm các mã. Anh chị và các bạn nào mọi người giao dịch chưa có nguyên tắc mà mọi người cần mình hỗ trợ về cái điểm mua hay là hỗ trợ về cái điểm bán kịp thời nhất để làm sao mọi người thứ nhất là mua được đúng mã, thứ hai là chốt được đúng điểm để mọi người bảo toàn được cái lợi nhuận thì mọi người inbox cho mình qua Zalo nhé. Bởi vì chỉ khi nào anh chị bán được thì lợi nhuận mới là của anh chị, còn anh chị chưa bán được thì lợi nhuận vẫn là của thị trường và vẫn là lợi nhuận ảo. Thế nên ấy là cái việc bán ấy nó còn quan trọng hơn cái việc mua. Anh chị nào mọi người chưa biết cái cách giao dịch, mọi người chưa xác định được điểm mua bán chuẩn thì anh chị vào nhóm của mình để được mình hỗ trợ chi tiết và làm theo cái nguyên tắc khi mà giao dịch trên thị trường nhé. Cuối cùng chúc anh chị và các bạn đầu tư thành công. Anh chị nào cần mình hỗ trợ hoặc là cơ cấu danh mục thì anh chị inbox qua mình Zalo nhé. Điều kiện chỉ cần anh chị giao dịch tại VPS hoặc TCBS gắn ID của mình là được, mình không thu thêm bất cứ khoản phí nào. Cuối cùng chúc anh chị và các bạn đầu tư thành công.